Xin chào mọi người. Hôm nay sau mấy ngày tôi tạm thời ngừng chơi Outlast để cho nó bình tĩnh lại, thì hôm nay tôi quay lại với cái bản mở rộng có tên là Whistleblower. Thực ra tôi không định chơi tiếp game này đâu, bởi vì chơi game này mệt lắm. Nhưng mà nhiều anh em cứ động viên bảo là thôi chơi nốt cho nó xong đi. Với lại nhiều anh em cũng mới chỉ chơi cái Outlast thôi chứ còn chưa chơi cái bản mở rộng này. Thôi thì hôm nay chúng ta lại có một đêm mất ngủ thôi. Nghe nói là cái bản này nó còn kinh khủng hơn là cái bản 1 đấy. Máu me kinh lắm. Tôi cũng không biết là nó có thật hay không. Thôi, chúng ta vào thôi nhá. Thôi, mình cứ nông dân độ khó bình thường thôi. Dại gì? Tôi chơi gà lắm. Chơi độ khó bình thường thôi. Gì đây? Như thế này. Ui. Chắc là ui. Như thế này. Ui, tôi xong rồi, bị xích vào rồi. Bắt mình mở mắt xem gì đó. Somebody hit you? Sao anh tát em? Let me help. Ôi rồi ôi, đá lưỡi rồi. Thôi 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 thôi. Tởm quá. Kind of busy here. Ôi trời, sắp bị nó rồi. Sắp bị thông rồi. Màn hình kia là màn hình quay phim sách. Sách gay đây. They're not happy about it. Sao? Cái bản này không có tiếng Việt nhá. Cái bản Alaskov thì có tiếng Việt, nhưng bản này thì cái câu thoại không có đâu. Tôi lại gà tiếng Anh khổ. Gì này? Có tiếng Việt nhưng mà hình như là chỉ có những cái đoạn cơ bản thôi. Gì đây? À đây là hai tiếng trước khi bị quay phim sách. Thanh niên đang làm gì đây? Đấy, điệu này chát sách rồi. Đêm hôm ngồi. Đấy, sợ có ai nhìn thấy chắc bị sợ bố mẹ bắt gặp. Ôi, chân rùn nữa. Gì đây? Ở đây đang xảy ra những chuyện rất kinh khủng. À đây là gửi mail cho cái thằng cha nhân vật chính ở phần trước đấy. Chết rồi, bố mẹ vào rồi. Tắt thôi, tắt tắt tắt. Tắt màn hình ngay. Rồi, ok. Rồi. Tí nữa thì bắt gặp chat sách. Nó đòn. They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. À, mình là chuyên viên phần mềm. Đây là nhân vật khác rồi. Không không phải nhân vật lần trước. À đây là cái hầm lần trước tôi chơi xuống dưới này rồi đó. Đây là chắc là trước khi xảy ra cái vụ chết người đấy. Đây, người vẫn sống hết rồi. Không có anh nào chết à? Thôi đi thôi. Em có vẹo gì? Christ, Waylon, hurry up. They're waiting on you. Sao đây? Nói cái gì chả hiểu gì. À đây là cái chỗ nghiên cứu đây mà. Mẹ, lần trước mình chạy như là chó để tắt cái máy đi. Hóa ra đây là cái thằng khởi động. Cha mày, à mày khởi động làm tao chạy mãi không tắt được. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance. À đây là đang cốt. Mr. Park here is gonna have thanh niên này là chuyên viên phần mềm. Chắc là đang sửa. Chắc là máy bị virus rồi. Đang cài BKV nhỉ. Sao đây? Are we happy, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park?
Ủa, không đứng lên được. À, vẫn đang rồi. Programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Ôi ôi. Có thanh niên nào bị làm sao kia? Tôi đưa đi thông rồi. Khổ thế. Úi dồi ôi. Trần chuồng này. Có nhìn thấy cả chim. À đâu? Mặc quần lót hay sao? Hey, calm yourself. This is a high security. Kinh thế. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Thằng kia định đánh mình, kinh đầu gấu vãi trưởng. Mẹ cha làm gì? We need to roll up. The fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Ôi dồi ôi. Cái gì này? Mẹ ống nhếc nhét đầy mồm. Ủa. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but mình đi rồi. Bọn này rồi đi đâu? À, đi về lấy cái laptop đúng rồi. Nó bắt gặp người chắc xích của mẹ. Đi về lấy ngay thôi. Không thấy có vẹo gì kinh dị nhỉ? À, hay là chưa đến? Tôi nhắc lại đây là cái bản Outlast, bản mở rộng nhá. Không phải là cái bản cũ đâu. Bản này tôi chưa chơi lần nào đâu. Các bác có xem tôi chơi thì nhớ là bật full tiếng lên nhá. Không chơi cái trò tắt tiếng cho đỡ sợ. Xong rồi bảo tôi là nhát. Tôi không thích kiểu đó. Anh em chơi phải công bằng. Chơi kiểu đấy làm gì? Ôi thôi chết rồi. Ôi, em chắc sách làm gì đâu. Tăng kinh thế. C50 đến rồi. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Đi đây. Úi xui xong rồi. Mẹ cái lát vừa mua mấy chục triệu. Laptop, onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. Nó chỉ mình là ngu. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? À, thằng này nó bắt mình vào thí nghiệm rồi. He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Mà chúng mày không còn súng, anh cần hết. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Sao đây? Ôi dồi ôi, thôi anh ơi, thôi. Ôi dồi ôi. Thôi xong. Nát mũi rồi. Bây giờ mới bắt đầu vào các bạn. Dày dạ thế. Cho vào luôn đi. Xong. Gì đây? À đây là quay lại hiện tại rồi. Gì thế? Ô. Sao? À đây là lúc con ma nó ra. Chắc là con ma nó ra rồi. Mình được giải phóng rồi đấy. Sao đây? Ôi, bị nó thâm đau quá. Ui. Ôi, thanh niên cái bị vật rồi. Tối om này. Mất điện rồi. Trời nóng quá nên là cắt điện định kỳ đấy mà. Quay đây rồi. Vâng ạ, lại giống phần trước rồi. Hình như là thanh niên này dùng cái loại máy quay tàu giống hệt thanh niên ở phần trước đấy. Hệ phim này toàn dùng máy quay tàu này. Sao? Đi đâu đây? I'll open you up and show you.
Atai mở cửa cho mình. Ngon. Chắc thấy mình đẹp trai. Rồi, cảm ơn anh nhá, bắt tay phát. Ủa trông mặt. Ủa. Xấu thế. Ôi. Pin đây rồi. Cái mẹ lại quay lại với thói quen thường ngày là nhặt đi nhặt pin rồi. Thôi không vào đi đái nữa, đi thôi. Ôi dồi ôi, hội gay đang chơi nhau. Đi này. You, no observers, come in. Ôi, nó không bảo mình vào đi kinh trông kìa. Thanh niên bị thông rồi, thôi tao không vào bọn mày đâu. Toàn gay mẹ. Dù anh vào kinh. Gì đấy. Ôi mà. Ôi dồi ôi, thôi thôi thôi. Thôi. Ôi, chú đâu rồi? Toàn máu me này. Mẹ vừa vạo thấy con ma. Được sao? Rồi sao, xong chưa? Rồi đi rồi. Thôi đi thôi. Thanh niên kia chạy đây nhanh thế, đóng cửa khóa luôn. Mãi trang. À đây rồi, ui. Động gai đây rồi. Come to join our therapy session. There. Take the blade. Ôi, ôi. Around in our friend here. Get a little red on your hands. Ôi đây, thanh niên bác sĩ bị đâm rồi. To express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Dã man thế. Too good for the likes of us. Think you're different. Something special. Mẹ chọc cứ chọc thịt lợn. Ôi thôi 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 thôi, tôi đi đây. Ôi, mẹ nó đeo cho mình đi. Get the fuck out of here before I change my mind. Nó đuổi mình đi rồi. Mày không đuổi ông đi nhá. Điên. Mấy thằng gay. Thôi, chào các anh nhá. Thôi 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 thôi. Thôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Đi đâu nhờ? Ủa. Đánh đau thế. Mẹ cái thằng này. Đâu bây giờ? Ơ? Có thằng mình chết rồi à? Mẹ nó chưa đâm đã chết. Ôi quả này phải chạy qua nhanh thôi. Con rời. Rồi ôi, thôi anh ơi. Come back here. Đi đâu bây giờ đây thôi. Đâu bây giờ? À đây rồi. Mấy thằng lợn. Vừa vào đã đấm mình. Mấy này chắc là đang bàn chuyện báo công an đây. Vào cái sử dụng cái radio à? Mẹ, bản này không có tiếng Việt, chơi khó thế, tôi giúp tiếng Anh lắm, chả hiểu. Thôi có gì khi nào mà bí các bác bảo phát nhá. Ờ các bác nói mình nhớ, tôi cũng chả biết phần này có Minh Béo không. Đây rồi. Đẩy sang, nhớ rồi. Ủa. Ôi thôi đừng đánh em anh ơi. À nó có đánh mình đâu. Tốt. Cũng hiền lành như thanh niên này phải tốt không. À mà không có pin nhỉ. Lục lọi cái xem nào. Không có. Không có luôn. Ủa.
Giờ đi đâu? Không phải đây. Chắc còn đường này thôi. Ui, máu me này, toát hết cả người rồi. Gì đây? À, pin đây rồi. Đếch ra được. Ai đây? À, thằng này là bác sĩ. Úi dồi ôi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Úi dồi ôi. Thông rồi, thông phát chết luôn. Thằng kia kinh thế, nãy nó không đánh mình mà đánh thằng này. Bây giờ nó có đánh mình không nhỉ? Phần này tôi thấy không kinh lắm nhỉ? Ủa? Cái gì đây? Ủa, bác sĩ chạy rồi. Thôi chạy thôi. Hình như con nó bảo cái gì nhỉ? Vào đây xem có gì không? Chết hết rồi. Ở đây cửa ra đây. Mẹ không ra được, bực mình đấy. Lại nhặt mấy quyển sổ vô dụng nhất trong cái game này. Tôi chưa rồi đọc cái gì cái quyển sổ nó nhặt được bao giờ. Không hiểu sao cái game vẫn phải làm mấy quyển sổ làm gì. Sao đây? Lên đây. Không. Ủa, mẹ chồng này, rồi can phèo phổi cắt hết rồi ra đây rồi. Người treo như lợn. Ủa, cái gì đấy? Tôi nghe thấy có tiếng thằng nào kinh lắm. Ủa, cháu làm tiết canh à? Chồng này. Hệ. Nghi ở chỗ này có cái gì lắm đây này. Ủa, gì đây? Ủa, có thanh niên đang bị cưa. Phải cả cứt. Cái gì đây? Đầu bị nhét vào lò vi sóng. Ủa, ôi xong rồi, đi cái đầu rồi. Ủa, có anh râu dài. Don't you look at us. I love him. Gì kinh này. Ôi ôi, ăn luôn. Thanh niên này không có chim. Thôi thôi thôi, đi trốn kỳ quá. Tởm vãi cả trường. Mẹ nó ăn thịt người luôn ạ. Mẹ mình thôi, chạy thôi. Mẹ thằng này mà nó đuổi thì thôi. Rồi đi đâu đây? Phần này kinh thế. Trước cũng kinh nhưng mà chưa có thằng nào ăn thịt người như thằng này. Tôi bắt đầu thấy mẹ hối hận chơi cái phần này rồi đấy. Mẹ các bác xui dại quá. Gì đấy? Phải mở khóa thằng này à?
Hold on! Ôi, chết rồi, thằng kia nó đuổi theo mình rồi. À đây rồi. Đến đây. Đi đâu đây? Cái cả pin này, thay phát đã. Tủ ô nó kia đúng không? Xong rồi. Phần trước thì gặp Minh Béo, phần này thì gặp Minh Gầy. À đâu, thanh niên này phải gọi là Lê Văn Luyện. Thôi từ giờ cứ gọi là Luyện cho nó anh em dễ nhận biết nhá. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ở đâu rồi? Úi dồi ôi, thôi anh ơi. Thôi. Nó xách theo cái gì kìa? Cưa. What the fuck? Nó đi rồi. Thằng này nó cũng cầm theo cưa. I can smell you. Đi thôi. Nhanh 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 nhanh. Đâu đây? Đi thôi. Đóng cửa vào đã. Ờ, phần này khôn hơn đấy. Đóng nhẹ hơn. Cái phần trước đóng như là mẹ đập bẹt. Thôi, đây thôi. Chìa khóa đâu, chìa khóa đâu? Mẹ cứ đi lòng vòng này à. Ok. Đi đâu đây? Ủa. Ủa. À đây rồi, cửa đấy thôi. À đâu? À, mình vào đây chưa nhở? Cửa này chứ đúng không? Ở đâu? Bên này chứ? Đi loạn cái lên. Ui. Ui, thằng kia đi vào rồi. Chưa đi nhầm rồi. Giờ sao đây? Ui. Thanh niên thở chuồng. Nghe thấy mình à? Đi đâu? Có cái lỗ thông gió phía trong à? Có phải đâu? Có lỗ nào đâu? À đây rồi, đúng rồi. Thank you các bác nhá. Mẹ mắt mình không nhìn thấy cái lỗ này. Ủa. Thôi thôi thôi. À đâu, nó không đánh mình. Thế nên bị băng mồm vẫn nói được à? Hẹ. Bí mật gì? Ừ. Tỏ tình mình à? Con xin nói mẹ nhanh lên. Cái gì? Từ này từ gì tôi chả biết. À đây rồi, pin đây rồi. Just a moment. I just need you.
Don't be scared. Cái gì? Mày bị điên à? Ê, thằng này nó tỏ tình mình bệnh hoạn vãi trưởng. Nó lại vào đây à? À đây rồi, chìa khóa đây rồi. Đi đâu đây? Ôi vãi. Nó vào rồi. Ôi ơi. Đúng rồi. Mẹ con lợn. Chúng vào đây phát đã. Nó vào đây không nhỉ? Có ai cả? Đi đây đúng không? Ờ đúng rồi. Chứ bỏ mẹ rồi. Úi dồi ôi. Thôi. Mẹ nó chém mình rồi. Chạy thôi. Đâu giờ? Tôi xong rồi. Đến đây. Ôi, chém mẹ chân rồi. Ở đây mở khóa thằng này. Ôi, mẹ tí thì bị Lê Văn Luyện là chém chết. Sợ vãi cứt. Sao đây? Mình béo đây không? Gì này? Không đi được. Ủa? Ai đây? Mẹ. Ôi. Thôi anh ơi thôi. Tôi xong rồi. Ôi, anh ơi, dậy. You stay there and cook. Gì đây? Nó nấu mình rồi. Nó đi đâu đây? Nó đi về. Đập. Nhanh chín mẹ người rồi. Ôi. Mình đã biết rồi. Chạy đây thôi. Trốn. Nó có vào đây không? Chắc là không rồi. Rồi đi đâu? Ơ? Không có chỗ ra à? À đây rồi. Tôi được kinh nghiệm rồi. Ơ? À đâu, có phải đâu. Mẹ mình nhìn nhầm. Xấu hổ quá. Được sao? Hết mẹ pin rồi. Ở đây, leo lên đây. Mẹ. Ủa. Thanh niên này chết rồi. Rơi tướng khói rơi xuống. Giờ sao? Ơ? Nhìn đây hả? Đúng rồi.
thằng kia nó có đuổi mình nữa không? Sợ lắm. Ủa, à đây mẹ cho mẹ đi theo men theo lòng theo tường. Ok rồi, trò này quen rồi. Đây. Nghe tiếng kinh thế. À, cái gì nhỉ? Thôi đi thôi. Xuống cái này chắc là thoát đã luyện rồi. Sao lắm đường này? Chả biết đi đường nào. Pin đây rồi. Mở được quái đâu? À đây là chỗ mình vừa mới đi vào. Đây là chỗ vừa đi xuống. Ui, mẹ cái tiếng này giống tiếng cưa máy của thằng kia lắm. Mẹ, thì đúng rồi. Trong này à? Mày ở đâu đây? Ui, cái tiếng này lắm. Đường nào, đường nào. Có xác đâu? Ơ. Cháu chạy hết bố rồi. Mình cứ lần mò ở đây. À đây rồi, à không phải. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Ôi anh ơi. Úi dồi ôi, thôi. Úi dồi ôi. Mẹ. Chạy đâu bây giờ? Đây rồi. Chạy như thế. Đây rồi. Đâu đây? Đây rồi, đây rồi. Đi đâu gặp nó? Phải cả cứt. Đây rồi. Ui. Mẹ rất cá mình. Cha mày. Tìm cái van và cắt cái đường khí ga. Rồi ăn shit rồi, lại quay lại chỗ thằng kia rồi. Ôi dồi ôi. Rất cơ mình. Sư mày. Ôi. Thằng điên, đừng đến mà đập cửa. Mẹ sao cái thằng Lê Văn Luyện nó không tìm mấy thằng này mà mẹ giết nhỉ? Nó cứ tìm mình như thế nào. Mẹ. Mấy thằng dở người cái thì éo tìm mà giết. Phan ở đâu? Đây à? Ơ, ừ, giống phải. Nấp.
làm gì giờ thôi à? Hết bà nó pin rồi con nắp. Đây à? Không phải. Nhảy đây, đúng rồi. Ơ? Đích phải lại ngay đây rồi. Cái giường này rồi. Cái nhóm này. Ôi. Úi dồi ôi. Chạy. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Đúng rồi, mình phải lừa nó. Xuống rồi đúng không? Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Cái gì ở đây đâu? Ôi trời ơi. Thôi 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 thôi. Nấp dưới này. Ôi. Cái bố pin rồi. Nó biết mình đây không? Ôi dồi ôi, nó biết rồi. Thôi anh ơi, tha cho em anh ơi. Ơ thế anh bắt ở đâu? Thế là chạy đâu giờ? Đi đâu nhở? Đi chưa? Đi đâu bây giờ? Mẹ không có đường. Bực mình thế. Các bác biết đường nào bảo tôi phát. Đây à? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây rồi. Ôi. Ôi trời ơi, thôi, 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 thôi. Anh ơi. Đập cửa rồi. Rồi đâu đây? À đây rồi. Có một cục pin thôi, tiết kiệm. Sư mày. Không có pin. Ơ à đâu, chỗ này mình chưa đi, chưa đi, chưa đi, chưa đi. Chưa đi, pin đâu, pin đâu. Ôi. Gì đấy? Có pin đấy không? Nó có gì? Có thanh niên mẹ ngồi nấp ở đây. Mày điên à, nó sắp vào đây. Chạy đi anh ơi. Gì đây, không có chỗ tắt nào đâu. À, pin. Ơ, tắt ở đâu? Để tắt đâu các bác? Bó tay rồi. À đây mở rồi. Ơ. À chỗ này chưa đi. Đây rồi. Pin tiếp. Ngon. Ủa. Nghe cái tiếng như tiếng cưa lại. Xoắn hết cả quẩy. Sao đây? Ủa, tay người. Nhâm phóc môn rồi. Phóc môn này để làm thịt ăn rồi. Đi đâu đây? Mình cứ lần sờ này.
Úi dồi ôi. Thôi, nấp. Đừng vào đây. Nó có vào không? Nó ra rồi. Nó biết mình đây rồi à? Tôi chưa xong rồi. Nấp. Nấp này thì làm gì? Ngu rồi. I can smell you. Ở mày, thằng ngu quá. Thằng ngu thật đấy. Mình sẽ phòng sáng như này, mình nấp ở đây. Thằng ngu. Thôi đi từ từ thôi. I know you're close. Đâu đây? Nấp đâu? Mà nó cũng không biết mình đây đâu mà. IP phát. Đi chưa? Đi rồi. Đây rồi. Đi mãi không hết đường này. Ra luôn đây rồi. Ơ không phải. Mẹ nó trong này đấy. Đấy thấy chưa. Thằng lợn. Nó đi vào kia rồi. Ôi đi ra rồi. Thôi. Có đi đường nào nhớ chưa, đi đường nào giờ? Nhảy lên đâu? Mẹ. Vào cái phòng này hả? Vào đây à? Có đây mình đi rồi mà. Không phải. Chán nhìn đi. Rồi đi đâu? Bực mình ra đây thôi, nhảy đây à? Đúng rồi. Ơ? Nhảy đây đâu? Không được. Khó thế. Có bác nào chơi quạ này rồi không? Bảo tôi phát chả biết chỗ nào cả. Hết bố pin rồi. Ok.
cái phòng nãy có thằng bảo vệ á. Đỡ không sao mà phòng đấy được. Phòng này không phải đi đâu rồi. Cái thằng kia nó đâu rồi mình chả biết luôn. Ôi nó kia kìa. Gần phòng ga á. Trong này nhưng mà có được đâu, có phải đâu. Không phải đây. Cái phòng mà có cái thằng ngồi xó á. Ơ thế phải đi lại à? Ngồi đứng trong phòng kìa kìa. Rồi thế tôi thử đi lại đoạn đấy nhá. Thấy mình rồi. Tôi đi đâu đây? Cô bạn, chết bố mẹ rồi. Cửa này được thế nhở? Cái đoạn này cứ lòng vá lòng vòng này. Nó đập bung vào cửa rồi này. Mai! Úi dồi ôi. Ôi anh ơi. Ê. Ê. Đã cho em anh trai ơi. Đâu đây? Có cái van ở trong này á. Hết bố nó pin. Các bác cứ bảo leo lên mà leo lên đâu? Canh ở trong này nó bực không. À đây trong phòng này đúng rồi. Phòng này mình chưa vào. Đóng cửa đã. Pin.
Ơ, có quái quái gì đâu. Nó phải nhìn đây. Ủa, nó vào rồi, nó vào rồi. Ôi dồi ôi, thôi anh ơi, thôi. Anh sư mày. Ủa, cánh thế. Nó phải cánh thế. Ê, ê. Trời ơi, thôi anh ơi. Ôi, đâu rồi? Chị đâu bây giờ? Chị đây. Nhảy lên cái phòng xả khí ga á. Tôi vào đấy rồi nhưng mà nó có nhảy được đâu. Ủa, mọi người, đừng có cú xuống đây nhá. Thanh niên này không có chim, và tôi khẳng định lại là thanh niên này không có chim. Mấy bác bảo là quay lại cái phòng khí ga để nhảy nhưng mà tôi không nhảy lên được. Nãy tôi nhảy thử mấy lần rồi. Mình thế. Được á? Để tôi đi lại nhá, không nhảy được các bác chịu trách nhiệm ấy. Xui dại tôi. Đây, phòng ga đây đúng không? Các bạn nhảy đến đây đúng không? Tôi có nhảy được đâu. Đây. Không nhảy được đâu. Nhảy có gì? À đây đúng rồi. Mẹ nó phát mình nhảy đây. Ngu quá. Cảm ơn bác nào bảo nhá. Tôi xin lỗi, tôi hơi lỡ mồm. Sorry. Rồi, đi được rồi. À đây thôi, pin đây rồi. Giờ tắt ra ở đâu? À đây. Ra vào rồi. Giờ đi đâu? Đấy, tôi bảo các bác là tôi nhầm, tôi không biết là phải đứng lên trên cái, phải đứng đúng vị trí mới nhảy được. Thôi các bác bỏ qua phát, tôi cũng khổ sở lắm, tôi sung sướng gì đâu. Ôi ôi, ôi ơi. Rồi ơi. Có phải có lại đây không? Đúng rồi. Ngon rồi. Pin đây rồi. Có pin hồi sinh à? Pin này mình nhớ mình nhặt rồi mà. Pin này pin thạch xanh rồi. Quay lại chỗ cũ rồi. À đây, vào rồi. Rồi, thắt thằng lên năng lượng rồi. Xuống thôi. Mệt hết cả người. Ủa, đâu đây?
ra vườn rồi. Mẹ ra ngoài này rồi, leo mẹ tường chạy đi lại còn. Cái thằng ngu này. Cái gì đấy? À đây thôi, cửa đấy thôi. Ủa, có thằng nào ấy? Thằng nào đây cũng chạy ra ấy. Giờ sao? Tối om chơi như cái ơi. Rồi đâu các bác? Cái gì? Vườn có Minh Béo á? Mẹ thật tôi rồi. Bác dọa tôi thật đấy. Đi xuống đây có đi được quái đâu. Nhảy à? Không phải đường này rồi. Tối om này, sương mù kinh thế. À đây rồi. Mẹ cái nhạc này đây. Có chân máu này, tôi nghi lắm này. Minh Béo thật rồi. Rồi đi đâu? Ôi ôi. Cái gì đây? Mẹ giật cả mình. Đây rồi. Ơ? À đây rồi, lên rồi. Cha nhìn cái gì? Tiếng thằng nào đây? Ủa? Thằng đéo nó đang chạy ở trong này. Không phải Minh Béo, tôi cá không phải Minh Béo. Đây rồi. Cửa này rồi. Ủa, cái gì đây? Thôi, đóng cửa lại đã. Ơ, ô cái đồng hồ này giống đồng hồ nhà tôi. Y hệt luôn. Thôi đi tiếp thôi. Không vào trong nhà được. Vào được là tốt. Tôi có vào, vào đây có vào đâu. Giờ sao đây? Ở đây không được. Ơ, thiếu không được à? Mẹ bực mình nhờ. Mình có bỏ qua chỗ nào trong này không? À đây rồi. Cửa này à?
Không phải. Quay lại à? Sao mình có nghe thấy có tiếng mẹ thằng nào nhỉ? Đấy! Mẹ, có thằng nó chạy ngoài này này. À đây rồi, nó mở cửa cho mình. À đây, nó mở cửa cho mình ấy chứ. Đúng rồi, cái đường này rồi. Mở luôn trong từ đầu đi chứ. Còn vá phần. Không được. Đi đâu đây? Không phải đây rồi. Đoạn này kể ra thì hơi khó tìm đường, chứ không có mấy thể loại Minh Béo với Lê Văn Luyện là tốt rồi. Giờ ngon rồi. Ủa giật cả mình. Nó làm gì thằng điên này? Đúng rồi, chui vào cống rồi, leo đây thôi. Mấy các bác bảo làm sao full screen được, các bác ấn vào cái clip nó ở phía dưới góc, nó có một cái hình mấy cái mũi tên bỏ ra bốn phía đấy, các bác ấn vào nó ra full screen thôi. Nhưng mà máy hình như phải để xoay màn hình hay sao ấy. Tôi cũng không nhớ lắm, nhưng mà nghĩ là như thế mà. Cái gì đấy? Tôi chết rồi. Hai thằng mẹ cầm dao. Ui. Rồi sao? Đi rồi. Ủa. Rồi làm nào? Chạy nhanh vào cửa này à? À đâu, nó có làm gì mình đâu. Mày thế. Hai thằng đứa không làm gì mình. Ủa cái đầu. Mẹ, anh kia chơi bóng rổ bằng đầu. Vãi cả cứt. Ôi. Ủa. Gì đó. Ủa. Đánh mình. Cái gì này? Hội đồng gấu à? Thôi. Mẹ, các anh ấy đang chơi thể thao, mình làm phiền. Sợ thật. Mẹ, đội này hooligan đây. Mẹ, hooligan Đức phải gọi bố. Không có chỗ nào để đi. Ô. À đây. Ờ đúng rồi, mấy bác giải thích tôi thấy chuẩn đấy, bởi vì là mình là một trong những thằng bệnh nhân trong này, ăn mặc của nó bệnh nhân bẩn thỉu này. Nên là hai thằng ấy nó không làm gì mình. Mẹ. Lần trước là cái thằng cha liều báo thì bị nó đuổi. Cái này được cái hay là mình không về phe. Hả? Cái gì đấy? Nó bảo mình quay lại à? Có gì đâu.
Không được. Leo đây rồi. They'll tell you it's science, but it's not. Cái gì đây? They were waiting for us. Ủa, phần này sao có Việt hóa nhỉ? Place. Billy understood. They've always been here. Đây rồi. Có hai thanh niên gay đang đuổi nhau, chịch nhau rồi. Ủa. Kinh thế. Không có hết cửa thôi. Thôi đi nhanh thôi. Ủa. Cho em vào với. Mẹ cái thằng này vào khóa luôn à. Xui cha mày. Có pin không? Ở đây. Gọi điện thoại cho người thân. À, gọi 911. Ủa, thằng nào đấy? Thằng nào đấy? Ủa, thằng điên à? Ôi dồi ôi. Waylon, xem sao thoát được hồi đây? Không ai? Không ai? Thằng này là cái thằng mà bắt mình, bắt gặp mình tại Jackson đúng không? Do me a favor and die here, Park. Is he dying? Ủa. Thằng nào đấy? Minh méo à? Thôi xong tôi rồi. Anh Minh ơi! Anh Minh ơi, thôi tha cho em. Thôi anh Minh ơi. Vừa mới ôn phút ra xong rồi. Vừa mới thoát được thằng kia lại gặp Minh Béo. Rồi quái, tôi biết rồi. Tôi biết là Minh Béo sắp vào rồi. Nấp ở đây đã. Thằng này tôi nhớ là phần trước nó còn truy đuổi thằng liều báo cơ mà nhỉ. Ủa, quên ơi, thôi 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 thôi. Em nào chạy được bây giờ? Ơ, mẹ lại chết rồi. Bực mình thế. Làm nào nhỉ? Đây, nó đi qua thì mình sẽ luồn. Chạy thôi anh ơi, em xin anh. Ôi, thằng cảnh sát hút ạ. Mẹ nó đóng cửa rồi. Thưa sư mày. Chạy đâu đây? Ôi rồi, đóng cửa. Rồi. Không chạy được. Ôi rồi, mày béo không lách vào được đây đâu. Con lợn mày béo. Đây rồi. Chú vào đây. Sợ vãi cứt các bác ạ. Thế nên cảnh sát nằm đây làm gì đấy? Trò chuyện với bồn cầu à? Điên. Cái gì đấy? Don't be afraid, he's doing his work. À, đây là thằng... Đây là cha xứ đúng không? Cha xứ gì ăn mặc kinh này. Đây rồi. À, đây lại quay lại cái nhà tù rồi. Come here! No more
pin không? Nó có pin sổ xiếc sách nhau. Không phải đường này. Đây rồi. Oh God, one of them's coming. It's not even human anymore. Mẹ con lợn này. Lock cảnh sát nhau. Shut it in. Có gì trong này không? Có pin không? Không có pin. À đây rồi. Biết ngay. Nhiều pin vãi cứt. Không có chỗ nhảy lên. Không phải đây. Ở đây rồi. Ơ, có phải đây không nhỉ? Ôi. Ôi dồi ôi. Ôi anh ơi, em xin anh. Chạy đâu bây giờ? Chạy đâu bây giờ? Ôi. À đi rồi. Ra ngoài trời rồi. Hơi tí là thằng kia đuổi mình. Xuống dưới này hả? Thế lại ra ngoài trời à? Tối om tối xì này. Trái đường đón đâu? Thầy pin á? Đây rồi. Ơ. Ở đây. Xuống cống rồi. Làm nước mát rồi. Đây là cái gì? Ủa. Nào gọi gì đây? Trong này có pin không? Không. Ơ. Cửa này đích mở được. Đây à? Đây rồi. Ơ, sao tự nhiên thấy pin? Phí mẹ cục rồi. Cái gì đấy? Ơ, thanh niên đứng thủ dâm. Quay tay. Bệnh hoạn vãi cứt. Quay tay thì bật phim mà xem chứ. Nhìn xác quay tay. À, đây rồi. Cái gì đấy? Pin đây rồi.
What the fuck? Who's there? Cái gì đây? Vãi. Bạn hoạn vãi cứt thôi. Hái cho mình ngắt cầu dao để làm gì nhỉ? Lúc nãy thấy có cái bốt điện ngoài này đang nó đang bị chập. Chắc là ngắt đi để nó không chập điện nữa à? Sửa điện nó chạy câm thần à? Tôi cứ cười thế thôi chứ thực ra tôi đang sợ vãi đái. Cười các bác tí cho vui chứ. Ủa? Cái gì đây? Ủa? Ơ? Mình tưởng mình ngắt điện rồi mà. Thế là nào? Đi đâu? Không phải vào đây. Đi vào con thằng khác mở lại à? Tổ sư. Ờ đúng rồi. Thằng này quay tay xong quay lại đây. Thằng điên. Nó quay tay. Ôi ôi. Ôi thôi. Thiên sư mày. Nó quay tay xong nó đã quá bây giờ nó bắt đầu ấy. Ơ không phải đây. Ơ. Ờ đúng rồi. Rồi thôi. Đóng vào. Rồi, con đợi. Sao nó đã vỡ ra được? Chơi nhau à? Con điện. Ra đây rồi. Bỏ mẹ rồi, lại gặp thằng kia rồi. Tôi có khi tôi rất ngại phải nói ra câu này nhưng mà có khi hôm nay anh em nghỉ đây nhỉ. Tôi có tí việc. Với lại nãy giờ cũng chơi được gần tiếng rưỡi rồi. Live Facebook chỉ cho tiếng rưỡi thôi. Mai chúng ta lại quay lại với game này nhá. Anh em ủng hộ tôi thì like và share cái page trực tiếp game giúp tôi. Tôi rất là cảm ơn. Anh em mà có nhã hứng muốn download game này thì truy cập vào cái link tôi để ở trên Status đấy. Anh em tải về và chơi cái bản mở rộng Outlast Whistleblower. Nhá, mai chúng ta tiếp nhá. Thank you, bye bye anh em.